Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và các vấn đề liên quan, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Autobuy. Thưa quý vị và các bạn, với gần 16.000 xe bán ra thị trường, Yamaha Exciter tiếp tục giữ ngôi vương trong danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 cũng như 5 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, theo nguồn tin riêng của Autobuy.vn, doanh số bán Yamaha Exciter tháng 5 năm 2017 vượt xa tất cả các đối thủ khác trong phân khúc, kể cả Honda Winner. Danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017. Đứng ở vị trí thứ 5 tháng 5 năm 2017 là Yamaha TFX150 với gần 200 xe, luôn duy trì mức doanh số khoảng 200 xe một tháng trong 3 tháng nay. TFX150 vẫn ổn định ở vị trí cuối cùng trong danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 5. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2017, doanh số TFX đạt hơn 1.000 xe, là một mẫu xe mới với mức doanh số còn khiêm tốn, nhưng TFX đã tạo ra sự tin tưởng cho người dùng, đặc biệt là giới trẻ, với thiết kế độc đáo, mạnh mẽ và chưa từng bị phản ánh một lỗi nhỏ nào. Yamaha TFX150 được trang bị động cơ phun xăng điện tử 150 phân khối 4 thì 4 van, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, công suất cực đại 16,3 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 7.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số 6 tốc độ. Ở vị trí thứ tư là Suzuki Acelo với hơn 400 xe. Trong tháng 5 năm 2017, doanh số Suzuki Acelo đạt hơn 400 xe, giảm 43% so với cùng kỳ và là mẫu xe duy nhất trong danh sách 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 năm 2017 tụt dốc. Dù là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc, nhưng Acelo chưa tận dụng được lợi thế của mình mà để Rider vượt qua trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, nếu cộng dồn 5 tháng đầu năm 2017, doanh số Acelo lại hơn hẳn Rider khi đạt doanh số gần 4.000 xe. Acelo được trang bị động cơ xăng 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 125 phân khối, cho công suất cực đại 10,3 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 6.000 vòng trên phút, đi kèm hộp số 4 số. Vị trí thứ 3 thuộc về Suzuki Rider 150 với hơn 500 xe. Với hơn 500 xe bán ra thị trường, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự ra mắt của phiên bản phun xăng điện tử. Suzuki Rider đang giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng 5 xe côn tay bán chạy nhất Việt Nam tháng 5 năm 2017. Trong thời gian gần đây, cộng đồng người dùng Rider 150 phát triển khá mạnh. Các hội nhóm Rider thường xuyên giao lưu gặp mặt nên lượng xe bán ra cũng vì thế mà tăng lên. Suzuki Rider 150 được trang bị khối động cơ DOHC 4 thì 4 van, xi lanh đơn, dung tích 147,3 phân khối, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, tạo ra công suất cực đại 18,5 mã lực tại 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Vị trí thứ 2 như thường lệ vẫn là Honda Winner 150 với hơn 6.000 xe. Là một mẫu xe mới ra mắt đầu tháng 6 năm 2016, ngay lập tức, Honda Winner 150 đã gây chú ý được với người dùng và trở thành đối thủ chính của Yamaha Exciter 150. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Winner 150 tăng trưởng khá chậm. Trong tháng 5 năm 2017, doanh số bán Winner 150 đạt hơn 6.000 xe, dù khá vượt trội so với các mẫu xe khác trong phân khúc, nhưng với Yamaha Exciter thì vẫn còn thua khá xa. Nếu cộng dồn 5 tháng đầu năm 2017, doanh số Winner 150 đạt gần 35.000 xe, chưa bằng một nửa đối với đối thủ Exciter 150. Honda Winner 150 được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM-FI 150 phân khối, DOHC 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Quán quân xe côn tay cỡ nhỏ vẫn là cái tên quen thuộc Yamaha Exciter. Với gần 16.000 xe bán ra thị trường trong tháng 5 năm 2017, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, Exciter tiếp tục làm bá chủ phân khúc xe côn tay khi các mẫu xe khác gần như chắc chắn không có khả năng vượt qua. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2017, doanh số bán Exciter đạt hơn 86.000 xe, mức doanh số cao chót vót trong phân khúc. Không chỉ đứng đầu mảng xe côn tay, Exciter luôn là mẫu xe nằm trong top 10 xe máy bán chạy nhất Việt Nam. Yamaha Exciter 150 sử dụng khối động cơ 150 phân khối cho công suất cực đại 15,4 mã lực tại 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút.
Xe có kích thước tổng thể 1970mm chiều dài, 670mm chiều rộng và 1080mm chiều cao, chiều dài cơ sở 1290mm, độ cao yên 780mm, gầm xe cao 135mm, xe nặng 115kg. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh Autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.